Trong nông nghiệp sinh thái của truyền hình Hậu Giang hôm nay, nông dân cho vịt nghe nhạc, tập thể dục, ngủ điều hòa. Những ngày đầu năm mới, xuất khẩu sầu riêng tiếp tục khởi sắc. Qua Đà Lạt và hành trình chinh phục thị trường quốc tế. Thưa bà con, ông bà ta hay nói muốn nghèo nuôi vịt, nhưng mà đó là chuyện lúc trước thôi. Chứ bây giờ nhờ sự nhạy bén của nông dân với những cách làm mới độc đáo, chuyện nông dân thành tỷ phú nhờ nuôi vịt cũng là bình thường. Như câu chuyện làm giàu của nông dân tỉnh Quảng Bình sau đây. Nông dân này sở hữu trang trại nuôi vịt ứng dụng công nghệ cao lớn nhất tỉnh với doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm. Tất cả là nhờ bí quyết cho vịt nghe nhạc, tập thể dục và ngủ điều hòa. Mát mẻ, sạch sẽ, không có mùi hôi là điều đầu tiên khi bước vào trang trại vịt với quy mô 16.000 con của anh Thái Hòa Nam ở thành phố Đồng Hới, Quảng Bình. Anh thành lập công ty nông nghiệp công nghệ cao An Việt và tự sáng tạo thiết kế chuồng trại, lắp đặt các thiết bị hiện đại và phù hợp nhu cầu để ứng dụng công nghệ cao vào chăn nuôi vịt khép kín. Nông dân này còn hợp tác với đơn vị hỗ trợ thu mua sản phẩm là công ty cổ phần Ginfit Việt Nam nhằm đảm bảo đầu ra và đưa sản phẩm xuất khẩu. Tuy nhiên, để hợp tác bền vững, anh cần phải có quy trình chăn nuôi vịt hiện đại, an toàn và mang lại chất lượng sản phẩm tốt. Trang trại đầu tư hệ thống cung cấp thức ăn, nước uống, điều hòa tự động, định lượng thức ăn, nước uống, nhiệt độ sẽ tự điều chỉnh. Bên cạnh đó còn có các phương pháp cho vịt thư giãn bằng cách nghe nhạc, tăng cường vận động cho đàn vịt bằng hệ thống quạt. Nghe qua có vẻ khó tin, nhưng theo anh Nam chia sẻ, với cách nuôi như thế sẽ tác động vào quá trình sinh trưởng của vịt, sản phẩm cũng sẽ tốt hơn. Hai năm nay, trang trại hoạt động rất hiệu quả, với giá được doanh nghiệp bao tiêu là gần 50.000 đồng một ký. Mỗi năm, anh xuất được 6 lứa. Trừ hết chi phí, mỗi lứa vịt thu lời khoảng 300 triệu đồng. Năm ngoái đánh dấu những cột mốc mới trong việc xuất khẩu các loại nông sản của Việt Nam. Xuất khẩu sầu riêng mang về cho nước ta gần 2 tỷ rưỡi đô la Mỹ. Đây là con số chưa từng có, bởi nếu tính từ năm 2021 trở về trước, thì mặt hàng này chỉ đạt khoảng 200 triệu đô la Mỹ mỗi năm, tức là chưa đầy 1 phần 10 so với hiện tại. Dư địa thị trường sầu riêng vào các thị trường nước ngoài còn rất lớn, nhất là thị trường Trung Quốc, có thể đạt 20 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025, gấp nhiều lần hiện tại. Sầu riêng năm nay lại được giá. Tại các tỉnh phía Nam những ngày qua, giá sầu riêng đạt mức cao kỷ lục ở mức 200.000 đồng một ký. Đây như là sự khởi đầu cho một năm ngành sản xuất sầu riêng của Việt Nam tiếp tục khởi sắc. Nhiều tỉnh thành đẩy nhanh cấp mã số cho sầu riêng đông lạnh để tăng giá trị của sản phẩm này. Đến thời điểm này, Trung Quốc cấp 65 mã số vùng trồng cho sầu riêng tại Lâm Đồng. Nhiều cơ sở đóng gói chế biến trên địa bàn cũng được cấp mã số, giúp sản lượng xuất khẩu sầu riêng ở Lâm Đồng năm ngoái đạt gần 100 triệu đô la Mỹ. Cả nước có trên 700 mã số dùng trồng và hơn 160 mã số đóng gói sầu riêng được cấp phép để xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Đây cũng là thị trường chính đối với xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam. Để giữ đà tăng trưởng xuất khẩu sầu riêng, yêu cầu hàng đầu đối với các vùng trồng sầu riêng vẫn là nâng cao chất lượng từ vườn canh tác đến bảo quản, chế biến, đáp ứng những tiêu chuẩn từ thị trường. Việt Nam xuất khẩu sầu riêng tới 24 thị trường, nhưng kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm trên 99 tổng kim ngạch xuất khẩu. Và năm nay, Trung Quốc tiếp tục là thị trường tiêu thụ chính của trái cây đặc sản này. Thưa quý khán giả, công nghệ cao là chìa khóa của nông nghiệp bền vững, nông nghiệp hiện đại. Đến nay, cả nước có 12 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, được các tỉnh, thành phố công nhận. Có 51 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận. Các tiến bộ về khoa học công nghệ đóng góp hơn 30% giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp, 38% trong sản xuất giống cây trồng vật nuôi. Mức độ tổn thất của nông sản giảm, trong đó tổn thất của lúa gạo giảm xuống dưới 10%. Và tại Đà Lạt thì nông nghiệp công nghệ cao với động lực dẫn dắt từ các hợp tác xã là điểm tựa để nâng cao giá trị nông sản, là đốm lửa để tạo đột phá trong sản xuất nông nghiệp. Như câu chuyện của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Thủy Canh Việt.
Ai đến đây cũng đều choáng ngợp trước những vườn rau sạch quy mô và hiện đại bậc nhất ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Hầu hết mọi quy trình sản xuất của hợp tác xã đều được tự động hóa nhờ ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông minh. Từ việc làm nhà màng công nghệ cao áp dụng kỹ thuật trồng chăm sóc theo công nghệ thủy canh đều được các thành viên chủ động ứng dụng. Anh Nguyễn Đức Quy, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Thủy Canh Việt ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện Hợp tác xã có 7 thành viên, tất cả đều có kiến thức nhất định về công nghệ marketing thông qua mạng xã hội, Facebook và có đầu ra ổn định cho sản phẩm của mình. Hợp tác xã hoạt động theo nguyên tắc các thành viên đều được làm chủ. 30% sản lượng sản phẩm nông nghiệp được bán vào các kênh cao cấp mang về 70% doanh thu. 70% sản lượng còn lại sẽ được đưa vào các kênh khác như chợ đầu mối, bán lẻ để thu về 30% bù cho vốn đầu tư và lương công nhân. Như vậy, tiền lời sẽ nằm ở 30% sản lượng hàng hóa bán vào các kênh cao cấp. Với những gì đã được học trên ghế nhà trường, các thành viên hợp tác xã chủ động nghiên cứu, xây dựng một hệ thống điều khiển tưới tự động hoàn toàn qua nền dạng vật kết nối Internet IoT. Hệ thống tự động thu thập các dữ liệu về môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, cường độ ánh sáng, lượng mưa, kết hợp nguồn dữ liệu về sinh học của cây trồng để máy tự đưa ra quyết định về lượng phân bón, chế độ tưới phù hợp. Để tránh tình trạng vội chợ, các thành viên lên kế hoạch, sau đó lập ra các kênh xuất hàng và từng bước bắt tay với các đơn vị thu mua. Hiện hợp tác xã có các kênh bán hàng chính là các nhà hàng, khách sạn ở thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Hà Nội, các siêu thị, thiết kế các hộp quà tặng để bán qua online và gửi về các chợ đầu mối. Hợp tác xã cũng ứng dụng truy xuất nguồn gốc và ghi nhật ký điện tử trong sản xuất nông nghiệp để thuận tiện cho công tác quản lý và nâng cao niềm tin của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, các thành viên vẫn đầu tư từ 10 đến 15% doanh thu để phục vụ nghiên cứu, phát triển công nghệ mới. Cách làm này vừa giúp hợp tác xã chủ động trong sản xuất kinh doanh, vừa nhanh chóng tiếp cận với nền nông nghiệp hiện đại của thế giới. Và để bảo đảm chuỗi giá trị được phát triển vững chắc, hợp tác xã cũng liên kết chặt chẽ với các viện nghiên cứu, các ngành chức năng để hoàn thiện quy trình từ tạo giống, nghiên cứu công nghệ sản xuất, công nghệ sau thu hoạch, đóng gói, bảo quản, vận chuyển. Thưa bà con, sản xuất hoa là một trong các ngành hàng chủ lực với tiềm năng phát triển lớn, có vai trò quan trọng để thúc đẩy sự phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh Lâm Đồng và tạo sự khác biệt, lợi thế cạnh tranh với các vùng sản xuất khác ở trong nước. Là trung tâm sản xuất hoa tươi hàng đầu cả nước, thành phố Đà Lạt đang tiếp tục thúc đẩy các giải pháp để ngành hoa phát triển bền vững, từ việc chú trọng chất lượng cho đến công tác nghiên cứu, lai tạo, bảo tồn các giống hoa và tính chuyện xa hơn là quảng bá để nâng hơn thương hiệu. Toàn tỉnh Lâm Đồng có khoảng 9.500 hectare trồng hoa với sản lượng trên 3 tỷ 600 triệu cành. Mỗi năm xuất khẩu ra nước ngoài 470 triệu cành. Trong đó, thành phố Đà Lạt là nơi sản xuất hoa chủ lực của tỉnh. Giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân trên một đơn vị diện tích đạt 970 triệu đồng một hectare. Một số mô hình cao cấp có giá trị thu hoạch từ 2 tỷ 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng một hectare một năm như hoa lily, hoa địa lan. Festival Hoa Đà Lạt 2 năm tổ chức một lần, từ lâu trở thành thương hiệu nổi tiếng, minh chứng cho thành công khi tỉnh khai thác tốt lợi thế thiên nhiên, đặc thù thế mạnh ngành hoa để hướng tới sự phát triển bền vững. Việc phát triển ngành hoa với phát triển du lịch nông nghiệp, quảng bá thương hiệu Đà Lạt, kết tinh kỳ diệu từ đất lành được chú trọng. Trong chiến lược phát triển ngành hoa đến năm 2030, Lâm Đồng đặt mục tiêu xây dựng Đà Lạt trở thành trung tâm sản xuất hoa tươi hàng đầu khu vực Đông Nam Á, sản xuất được 200 triệu cây giống một năm, theo công nghệ nuôi cấy mô in vitro, tức phương pháp nghiên cứu đối với các vi sinh vật tế bào, từ đó nâng tỷ lệ hoa xuất khẩu lên 30%, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 210 triệu đô la Mỹ một năm. Ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng cũng bố trí sử dụng hợp lý công nghệ nhà kính như thế này để đảm bảo cảnh quan đô thị. Nông thôn hướng đến hình ảnh các mô hình điểm về làng hoa xanh. Phấn đấu hiện đại hóa khâu sản xuất,
thông qua nhập nội và sử dụng giống mới đạt khoảng 26% tổng diện tích canh tác hoa. Thực hiện đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận Đà Lạt, kết tinh kỳ diệu từ đất lành tại các thị trường chủ lực trên thế giới và nhiều giải pháp thúc đẩy hiện đại hóa quy trình sản xuất canh tác khác. Nội dung này cũng khép lại nông nghiệp sinh thái hôm nay của truyền hình Hậu Giang. Cảm ơn quý khán giả và bà con quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào bản tin tiếp theo.